Xin chào các bạn. Hôm nay mình có một video clip nhỏ nhỏ muốn giới thiệu với các bạn về một cái suối thác. Và cái này là cái suối thác đôi. Suối thác đôi là gì? Suối thác đôi là một dòng suối thác mình đã tạo ra và mình đã tách giữa cái dòng chảy của cát thành ra hai bên. Một dòng chảy được chia ra hai bên là có nghĩa là suối thác đôi và sử dụng bằng máy oxy. Đây là dòng thác của mình chạy bằng máy oxy. Đây là dây thở oxy của thác nha các bạn. Là có nghĩa là một đường ống đi trong cái dòng thác này. Như trong đây là có một có lỗ hút này nha các bạn, một lỗ hút thôi. Một lỗ hút nó hút đi lên, bên trong nó hút đi lên. Và có mình sẽ tách một cái đường chảy này, nó chảy ra hai bên, là ở đây có nghĩa là suối thác đôi là như vậy. Ở đây suối thác mình sẽ được làm từ xốp và xi măng nha các bạn, và mình đã sơn lên và trang trí những cái cây giả thủy sinh như thế này, cũng rất là dễ chơi thôi. Và mình sử dụng bằng máy oxy. Đây suối thác đôi của mình xài bằng máy oxy nha các bạn. Đây loại thác là xài bằng máy oxy. Đây cái máy máy thở oxy, máy thở oxy hai vòi nha các bạn. Đây bạn thấy máy oxy thở hai vòi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp vào máy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp luôn. Đây mình cắt sẵn hai đường ống, chỉ việc các bạn ghim vô thôi. Đây hai đường ống ngắn thôi nha các bạn. Đây các bạn ghim hai đầu hai vào đây như thế này thôi, thấy chưa, các bạn hình dung thấy chưa, là một đầu nữa mình sẽ ghim vào đây. Vậy là sử dụng được ngay thôi các bạn. Đây như vậy là sử dụng được ngay thôi. Và học này á mình làm là để giữ cát lại, không cho cát văng ra ngoài khi nó hai bên rơi xuống, không cho cát văng ra ngoài. Đây là mình xài máy oxy hai vòi. Và cái cách làm cái thác cát này như thế nào mình cũng sẽ để ở dưới phần link của video á. Các bạn nào mà có yêu suối thác thì cứ theo phần link đó mà xem nha các bạn. Phần làm suối thác cát á, thì mình cũng có để dưới phần link á. Dưới phần mô tả mình có để link đó, các bạn cũng có thể xem thêm và tham khảo thêm. À, cũng có thể tự làm ở nhà và sử dụng, mà mình chỉ các bạn luôn là khi sử dụng thì mực nước chỉ là tới đây thôi nha các bạn, đừng có để mực nước thấp quá hoặc đừng để mực nước cao quá, tại vì đây là cái đầu giữ oxy nè, giữ oxy của bóng rút từ trên đó lên, tại đây là máy oxy, khi mình hoạt động đó là oxy sẽ rút từ dưới lên tới trên đây và sẽ giữ cái oxy mình lại ở đây, không cho oxy thải ra ngoài, và cát cũng sẽ rút theo cái đường oxy và được chặn lại đây, và cát sẽ đổ ra hai bên đây, như thế nó sẽ cứ từng hoàng miếng. Còn cách làm cái thác như thế nào thì mình cũng để ở dưới phần mô tả rồi, và bây giờ mình cũng sẽ chạy thử nghiệm cho các bạn xem suối thác nó hoạt động như thế nào nha, nó đẹp cát mạnh nhẹ như thế nào, rồi bạn sẽ thấy liền ngay bây giờ. Và nên nhớ là mình thường xài cho khách là ở đây là oxy hai vòi nha các bạn. Nếu mà mình sử dụng oxy một vòi á, có loại máy nhỏ hơn thế này, oxy một vòi thì nó sẽ không đủ lượng cát chia ra hai bên, nhìn sẽ không đẹp. Oxy một vòi thường mình sử dụng cho một cái dòng thác mà chỉ có một đường thôi, thác nhỏ thôi, thì máy oxy một vòi hoạt động tốt. Còn đây là máy oxy hai vòi dành cho hoạt động cho hồ thác của mình á, là loại thác đôi, cũng là đơn giản thôi. Bây giờ mình bỏ vô hồ mình chạy thử nha các bạn, mời các bạn cùng theo mình nha. Và những bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ mình á, thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như là để xem thêm các video tiếp theo của mình, và cũng là cái động lực để cho mình làm những video tiếp theo cho các bạn cùng xem nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ thả suối thác này vào hồ và xem nó hoạt động như thế nào. Đi thôi các bạn. Và đây mình đã có một chiếc hồ đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ châm cát vào cái học này và bơm nước lên xem cát nó hoạt động nha. Đây, mình sẽ phải để số lượng cát cho đủ cái học này cho nó hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ bơm nước vô nha. Này, khi chờ bơm nước rất là nhanh thôi các bạn. Nhớ là mực nước mình chỉ vừa như như thế này hơn lúc nãy mình nói thôi nha các bạn. Mực nước vừa vừa thôi. Mực nước cao quá cũng không được mà thấp quá cũng không được, thác cát nó không hoạt động. Mực nước hoạt động là vừa trên mức này. Oxy. Đây là chiếc máy oxy hồi nãy mình đã nói với các bạn. Đây là đường dây oxy nối với cái máy này nha. Mình sẽ để ở phía sau hồ đi. Đây mình đã ghim điện rồi các bạn, xem nó từ từ nó hoạt động nha. Đó, thấy chưa? Các bạn sẽ thấy lượng cát đổ xuống chưa? Này đang đổ, khi cát đang đổ xuống vậy chúng ta sẽ châm cát, còn cát thiếu tới đâu mình sẽ châm tới đó. Đây mình châm cát thêm vì nó mới chảy á, nên mình chưa biết lượng cát nhiều hay ít nên mình phải thêm xem nó hoạt động như thế nào. Thiếu cát thì mình sẽ châm thêm. Khi hoạt động ổn định rồi á, khi mà thác cát hoạt động ổn định rồi thì mình không cần phải châm nữa. Bây giờ thì thác cát nó chưa hoạt động ổn định nên mình phải châm cát cho đủ lượng cát, nó mới không bị hụt cát được. Đây, để xem nó coi. Này các bạn thấy chưa? Cát phun rất là mạnh luôn các bạn, giống như dòng thác rất là thật nha các bạn. Cát phun rất là mạnh. Đây các bạn thấy không? Thác cát hoạt động rất là mạnh. Đây, cái đường chia hai là nó sẽ ra được hai đường cát như thế này, sẽ chỉ được chia ra hai đường cát như thế này với một đường dây oxy thôi.
Đây các bạn coi đường rẽ nha. Đây, nhìn từ xa như là một dòng thác thật vậy các bạn. Đây, với trên vách núi mình trang trí dạng giả thủy sinh thôi. Rất là dễ sử dụng cho người chơi. Và đây, cái đường hút lên nè. Cái đường mà cát hút lên đây các bạn nhìn thấy rõ không? Đây, cát hút lên nha. Hút theo đường ô dây oxy của mình á. Tại đây là mình xài bằng máy oxy mà. Đây, nó hút lên rồi nó sẽ chạy lên lên tới trên cái đầu này và sẽ thải cát xuống. Cứ tuần hoàn như thế thôi. Các bạn có thắc mắc thì cứ comment bên dưới video của mình á. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể cũng tự làm được cái nhà. Đây là một cái thác mà mình làm cho người khách hàng. Mình biết như thế nào cũng sẽ hướng dẫn như các bạn như thế ấy thôi. Đây, những cây cối mình trang trí nha các bạn. Giả thủy sinh thôi. Rồi mình cũng xin cuối video này mình cũng xin nhắc lại là các bạn hãy ủng hộ đăng ký kênh mình nha. Hãy like cho mình, hãy đăng ký kênh cho mình để ủng hộ video tiếp theo của mình nha các bạn. Và mình cũng xin chúc các bạn luôn được thành công, luôn được sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.